chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, được chôn cất lặng lẽ tại một nghĩa trang ở ngoại ô Saint Petersburg ngày 29 tháng 8, 6 ngày sau khi ông thiệt mạng vì máy bay rơi nhưng chưa biết nguyên nhân tai nạn. Đám tang diễn ra ngoài ánh mắt soi mói của giới truyền thông và hoàn toàn trái ngược với phong cách kiêu ngạo mà ông Prigozhin thường sử dụng để tôn vinh danh tiếng của mình. Cơ quan báo chí của ông cho biết trên Telegram, lễ tiễn biệt ông Yevgeny Viktorovich diễn ra theo hình thức kín đáo. Những ai muốn nói lời tạm biệt có thể đến thăm nghĩa trang Prokhorovskoye. Ông Prigozhin, hai cấp phó trong tập đoàn Wagner và bốn vệ sĩ nằm trong số 10 người thiệt mạng khi chiếc máy bay riêng Embraer Legacy 600 của ông bị rơi ở phía bắc Moscow ngày 23 tháng 8. Ông qua đời 2 tháng sau khi tổ chức một cuộc nổi dậy ngắn chống lại cơ quan quốc phòng Nga và đặt ra thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi ông Putin lên nắm quyền vào năm 1999. Điện Kremlin bác ý kiến của một số chính trị gia và bình luận gia phương Tây rằng ông Putin ra lệnh giết ông Prigozhin để trả thù. Các bức ảnh và video của Reuters cuối ngày 29 tháng 8 cho thấy ngôi mộ của ông Prigozhin đầy hoa trong nghĩa trang với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và vệ binh quốc gia. Hãng tin độc lập Agence dẫn lời một nhân viên nghĩa trang cho biết chỉ có 20 đến 30 bạn bè và gia đình đến tham dự buổi lễ và chỉ kéo dài 40 phút. Trước đó trong ngày 29 tháng 8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định dự tang lễ của ông Yevgeny Prigozhin.